Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trọn cả cuộc đời, với hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta. Cuộc đời hoạt động của Đại tướng gắn liền với quá trình phát triển của cách mạng nước ta và những mốc son lịch sử trọng đại, oanh liệt, đầy hy sinh, gian khổ của Đảng và dân tộc. Để tưởng nhớ và tri ân đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tâm Sách Pháp luật Sài Gòn, Hà Nội phối hợp với nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong cuộc trường chinh lịch sử cùng dân tộc. Cuốn sách với độ dày gần 370 trang, khổ 19 x 27cm. Trang bìa cuốn sách được thiết kế trên chất liệu giấy cứng với ý tưởng chọn gam màu xanh rêu làm chủ đạo. Hình ảnh tên sách màu trắng được đặt trang trọng bên trên, đặc biệt là dòng chữ Võ Nguyên Giáp màu vàng nổi bật hơn, như muốn nhấn mạnh với bạn đọc về đặc điểm mấu chốt của cuốn sách. Phía bên dưới là chân dung đại tướng với nụ cười chiến thắng đang vẫy tay chào đồng bào chiến sĩ cả nước, và phía sau bức chân dung ấy là biểu trưng của lá quốc kỳ được chọn làm màu nền cùng với hình ảnh các chiến sĩ bộ đội Việt Nam với lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm Đờ Cát chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954 lịch sử. Trận đánh quyết định ở Điện Biên Phủ, một chiến thắng vẻ vang của dân tộc Việt Nam đã đi vào lịch sử thế giới như một bản hùng ca. Và chiến thắng ấy đã gắn liền với tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nội dung cuốn sách gồm các phần như sau. Phần thứ nhất, cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp qua ảnh. Phần thứ hai, nhật lệnh, điện, thư của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Phần thứ ba, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người tổng kết những kinh nghiệm kháng chiến có giá trị và có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Phần thứ tư, những bài nói và viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về xây dựng đất nước. Phần thứ năm, phụ lục. Có thể thấy, hơn 30 năm trên cương vị Tổng Tư lệnh Quân đội, Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng luôn nêu tấm gương sáng về tinh thần cách mạng tiến công, sáng tạo trong nghệ thuật quân sự, nghệ thuật cầm quân, quyết chiến và quyết thắng, đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn chiến tranh thâm độc của kẻ thù. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ huy quân đội nhân dân Việt Nam đánh bại nhiều cuộc tiến công lớn của địch trên các chiến trường. Đặc biệt, chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975 đã làm nên tên tuổi của Đại tướng vượt ra ngoài biên giới lãnh thổ. Như nhà sử học Mỹ Cecil Sherry đã từng viết trong cuốn sách Victoria at Endicott, ông không chỉ trở thành một huyền thoại, mà có lẽ còn trở thành một thiên tài quân sự lớn nhất thế kỷ 20 và một trong những thiên tài lớn nhất của tất cả các thời đại. Không chỉ là một vị tướng, một nhà chính trị, quân sự tài năng, Đại tướng còn là một nhà giáo, nhà báo, nhà ngoại giao, nhà sử học, tác giả của nhiều công trình, bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đảng, về quân đội, về chiến tranh cách mạng Việt Nam với nhiều bộ hồi ký có giá trị. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thư viện An Giang xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong cuộc trường chinh lịch sử cùng dân tộc, như một lời tri ân đến vị tướng tài ba của dân tộc Việt Nam. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp ích cho nhiều bạn đọc có mong muốn tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thư viện An Giang hân hạnh được phục vụ quý bạn đọc. Thế giới Nam Châu biết đến người đất nước quê hương tự hào con người anh là huyền thoại một thế kỷ đánh tan hai đế quốc lấp lánh trên cao ngôi sao xa người chiếu xuống nhân dân yêu hòa bình anh là niềm tin lại chỉ chiến đấu trong xâm lăng của toàn nhân loại.